Chào các thầy cô. Thì hôm nay tôi sẽ gửi tặng các thầy cô 10 tài khoản Zoom không bị giới hạn 40 phút. Giống như cái tài khoản của tôi đang sử dụng. Các tài khoản nó không bị giới hạn thì sẽ có một thông báo ở trên này, ở trong phần profile. Và đồng thời thì tôi cũng cho các thầy cô quan sát luôn cách để chúng ta tự tạo các tài khoản miễn phí này. Các tài khoản miễn phí này có thể sử dụng được khoảng 3-4 lần. Cái giới hạn sử dụng không giới hạn này thì tôi cũng chưa sử dụng hết phần nên là tôi cũng chưa biết là có thể sử dụng tối đa bao nhiêu lần, nhưng mà chắc chắn là được từ 3 lần trở lên. Và trong quá trình chúng ta quan sát thì chúng ta có thể xem lại vào bằng cách chúng ta vào trang Khoai Châu School. Chúng ta có thể chọn cái video mới nhất về cách tạo tài khoản không bị giới hạn. Xin chào các thầy cô. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các thầy cô một cách để chúng ta có thể tạo một tài khoản Zoom không bị giới hạn 40 phút. Để làm được việc này thì chúng ta hãy vào một trang là email 10 phút. Trang email 10 phút này sẽ cấp cho chúng ta một tài khoản email trong vòng 10 phút. Và chú ý, nếu chúng ta không thấy đuôi zzrgg thì chúng ta hãy lấy một email khác. Hãy ấn tới khi nào nó ra cái địa chỉ này. Bởi vì tôi đã thử một vài các cái địa chỉ khác thì nó sẽ không được. Có cái đuôi ZZRGG này thì sẽ đăng ký được. Một số đuôi khác có thể được, có thể không. Nhưng mà cái đuôi này là tôi đã thấy là lập được nhiều tài khoản rồi. Chúng ta hãy sao chép tài khoản email này. Trước tiên là hãy sao chép vào một file Word để chúng ta không bị quên cái tên email. Sau đó chúng ta hãy đăng ký như bình thường với Zoom. Và chú ý, mỗi cách này thì chúng ta sẽ tạo được tài khoản trong vòng 1 đến 2 phút là xong. Sau khi tạo xong thì chúng ta hãy sẽ sử dụng được khoảng 2 lần đầu tiên không bị giới hạn. Chúng ta hãy mở email 10 phút thì sẽ thấy một thư điện tử của Zoom. Chúng ta xuống dưới chúng ta chọn account. Và chúng ta hãy đăng ký tài khoản. Bước này hãy bỏ qua. Như vậy là chúng ta đã tạo xong một tài khoản Zoom không bị giới hạn trong 2 lần đầu tiên. Hết 2 lần chúng ta hãy tạo một tài khoản mới. Và tôi khuyên chúng ta hãy tạo nhiều tài khoản một lần. Và bây giờ chúng ta hãy chọn tới tài khoản để chúng ta kiểm tra. Như vậy là chúng ta đã tạo một tài khoản được ở đây là 40 phút không bị giới hạn. Và bây giờ tôi sẽ thử một email khác để xem là cái đuôi email đó có được hay không. Chúng ta hãy chọn lấy một địa chỉ email khác. Ở đây là một đuôi khác rồi. Chúng ta hãy sao chép cái đuôi này thử xem có được hay không. Chúng ta đăng xuất cái tài khoản vừa rồi. Và chúng ta hãy chọn đăng ký. Chúng ta dán vào đây và ấn sign up. Chúng ta quay trở lại email 10 phút thì đã thấy một tài khoản, một email của Zoom gửi tới. Và chúng ta lại chọn active. Chúng ta hãy đăng ký. Và chúng ta lại bỏ qua bước này. Và hãy vào thử tài khoản của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ vào thử tài khoản kiểm tra xem nó có được hay không. Như vậy là nó thông báo một cái thông báo khác. Không thấy thông báo giới hạn 40 phút. Thì hiện tại do là chưa có đủ người thử kiểm tra tài khoản này. Nên là tôi cũng không dám chắc cái đuôi tài khoản liệu có được hay không. Chúng ta hãy chú ý cái đuôi tài khoản.
hãy đăng ký tài khoản có cái đuôi như ở phía trên này thì khả năng chúng ta được sẽ là 100%. Còn những cái đuôi khác như cái đuôi bên dưới này, chưa chắc chúng ta đã tạo được. Tài khoản không bị giới hạn 40 phút. Nên các thầy cô phải chú ý ở cái điều này. Chúc các thầy cô thấy. Khi đăng ký tài khoản không giới hạn 40 phút bằng email 10 phút này thì chúng ta phải chú ý là cái đuôi email của chúng ta, cái dạng đuôi của nó nên để dạng ZZRGG thì cái dạng này sẽ chắc chắn là được. Còn một số các cái dạng khác của email thì nó sẽ không được. Nên khi làm chúng ta cần phải chú ý. Các cái phần thông tin thì tôi đã để ở bên dưới mô tả của video ở đây rồi. Chúng ta có đọc kỹ thông tin. Ngoài ra nếu như chúng ta làm nhiều thì có thể là bên cái trang 10 email 10 phút đó người ta sẽ chặn cái IP của chúng ta. Thì khi mà bị chặn IP thì chúng ta có thể fake IP ở trên các cái trình duyệt tài khoản. Đây do số lượng tạo tài khoản có hạn nên là tôi sẽ cố gắng trong mỗi tuần tôi sẽ cố gắng làm thêm một vài các cái tài khoản để cung cấp cho mọi người. Xin chào các thầy cô. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các thầy cô một cách để chúng ta có thể tạo một tài khoản Zoom không bị giới hạn.
Các thầy cô chú ý là chúng ta hãy đổi mật khẩu sau khi chúng ta đã lấy được tài khoản.